Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn đã tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao, qua đó tạo nên một vùng quê ngày càng hiện đại, văn minh. Xã đã thực hiện nâng cao tiêu chí giao thông với tổng kinh phí xây dựng trên 98 tỷ đồng, trong đó đường trục xã dài hơn 10 km được thảm nhựa và bê tông hóa. Gần 19 km đường ngõ xóm đều được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và trồng cây xanh phù hợp. Tại xóm 7A, trước đây giao thông còn nhiều khó khăn. Khi phát động xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đồng lòng huy động nhiều nguồn lực để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng, mô hình nhà sạch, vườn đẹp, cùng nhau giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường. Chúng ta tiến hành đồng loạt công tác tuyên truyền vận động bà con dân về cái nhiệm vụ, vai trò và cái mục đích về đích nông thôn kiểu mẫu. Thì cái trong cái vấn đề này thì chúng ta cần phải làm những cái gì để làm sao tuyên truyền cho bà con, khơi dậy cái tinh thần mà với tinh thần trách nhiệm của mình là những người công nhân xóm, để chúng ta cùng với lại đảng và chính quyền huy động tổng bộ lực lượng về tiền của cũng như vật chất tinh thần. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân luôn được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của xã. Nhờ đó, các ngành nghề sản xuất kinh doanh dịch vụ tiếp tục phát triển, thu hút khoảng 3.500 lao động tham gia. Thu nhập bình quân đầu người đạt từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng. Các doanh nghiệp, hộ gia đình ngày càng có ý thức xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP. Hiện xã đã có 4 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao. Doanh nghiệp cũng đã từng bước mở rộng thị trường, phát triển, tìm kiếm khách hàng bền vững để tạo công việc làm cho bà con, được có công việc, được ổn định. Bên cạnh đó, xã đặc biệt quan tâm hoàn thiện tiêu chí về trường học, đảm bảo cơ sở vật chất, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Đến nay, cả 3 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đều được xây dựng, nâng cấp khang trang và đạt chuẩn quốc gia. Được sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Kim Chính, thì trường trung học cơ sở Kim Chính liên tục những năm gần đây thì cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng được khang trang, sạch đẹp, thì là một cái điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập cũng như giảng dạy của các thầy cô. Đấy, các em có cơ hội để tiếp cận những bài học hay, và thầy cô thì áp dụng các phương pháp dạy học mới, và đây cũng là một trong những cái điều kiện tốt nhất để giúp cho nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học. Với những kết quả đã đạt được, xã Kim Chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Diện mạo quê hương đổi mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang hiện đại, đang phát huy vai trò là nền tảng để phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.